hello anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình chúng ta tiếp tục đến với tựa game tuyết ưng vnz và tựa game này thì ngày mai sẽ chính thức ra mắt anh em việt nam chúng ta phiên bản tiếng việt bản việt nam do nhà phát hành vnz phát hành và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái clip cực kỳ là quan trọng đó là những cái điều lưu ý quan trọng nhất dành cho những anh em tân thủ những anh em mới bước chân vào thế giới giang hồ của tuyết ưng vnz Trước trước thì mình có làm những clip ví dụ như là tăng lực chiến này, rồi cái clip cực kỳ quan trọng đó là nói về vấn đề là nạp ít thì chúng ta nên chơi phái gì, nạp nhiều chơi phái gì thì anh em có thể xem những cái clip đó trong cái kênh của mình rồi những clip hướng dẫn về pet này về thú cưỡi này tất cả mình đều nói rồi Và ngày hôm nay thì clip này là rất quan trọng nên anh em chú ý theo dõi nhé ok mình sẽ bắt đầu luôn vào clip à, đầu tiên đương nhiên là anh em chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ chính tuyến mình sẽ bạn nhỏ cái này một chút để nói cho anh em tập trung hơn à, như anh em thấy trên màn hình đây là nhiệm vụ có thể nói là nó gọi là Long Sơn Đây là một nhiệm vụ là nhiệm vụ Long Sơn Đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng Thì tí nữa mình sẽ nói sau Chúng ta đi vào cái phần đầu trước đã thì lúc đầu thì đương nhiên anh em vào game thì anh em sẽ làm cái nhiệm vụ chính tiến rồi và ngày đầu tiên thì anh em lưu ý rằng là game nó sẽ giới hạn anh em chúng ta là cấp 49 chúng ta không thể lên cấp 50 được và chỉ lên cấp 49 là cao nhất và anh em lưu ý là anh em không chế tạo trang bị trong giai đoạn này mà cứ có cái gì thì anh em đeo cái đó lên cho mình sao cái này tiếng nó mẹ vận phát nó mất đuối luôn, luôn nhỉ mất tiếng luôn thì nhiều lúc nghe nó lại buồn ngủ mình muốn cho nó có một tí nhỉ Trong tựa game này thì anh em sẽ có à, Một chút Treo máy để trên Nó khác với những tựa game khác Là anh em trên rất là nhiều nhưng tựa game này thì cũng giống như Tân Tiếu Ngạo chúng ta không cần phải trên nhiều như vậy Chúng ta chỉ trên một ngày độ khoảng tầm 2 tiếng là đủ rồi Và khi anh em trên thì sẽ rớt ra được tối đa là 100 kim nguyên bảo khóa nên anh em cố gắng là cầy cho đủ một ngày à, Tầm khoảng 5.000 con quái là đủ nhá Thì khi mà Uh, mọi người cắm trên như vậy ấy, thì mình có một cái lưu ý cho anh em đó là uh, Thực ra thì trong bản Trung Quốc, uh, các anh em Trung Quốc trên chủ yếu là để trên pet thôi Nhưng mà chúng ta có một cái đó là thuốc kinh nghiệm dành cho pet ấy Thì anh em đừng có dùng uh, cái thuốc kinh nghiệm trong cái giai đoạn đầu này Bởi vì rằng là uh, lúc đầu cái pet của chúng ta lên level sẽ rất là nhanh Nên anh em cứ trên là pet nó lên level rồi Chỉ đến khi nào mà cái thanh kinh nghiệm pet ấy nó À, rất là dài và anh em cần phải lượng kinh nghiệm rất là lớn thì chúng ta mới nên dùng cái thuốc kinh nghiệm đó hoặc là về sau này khi mà anh em chúng ta không có thời gian treo máy chẳng hạn lúc những lúc mà mọi người bận chẳng hạn thì mọi người mới dùng cái thuốc kinh nghiệm pet đó còn lúc đầu thì mọi người không dùng cứ để thú cưng tự lên cắp thôi đó đó là cái lưu ý dành cho cái việc trên pet Và lúc đầu thì chúng ta nên làm gì để chúng ta có được một cái sức mạnh cần thiết Để anh em có thể à, à, tham gia những cái nhiệm vụ, những cái hoạt động Ngay kể cả PVP, đánh nhau với người chơi khác trong những cái hoạt động PK11 hay là 33 Thì anh em cố gắng là quay 10 lần con pet Nghĩa là, đây này, trong cái phần pet này Cái phần pet này thì anh em biết rằng là chúng ta có cái phần quay pet Thì bên trái này chúng ta là quay một lần và bên phải này là quay 10 lần nhưng mà cái bên trái này nó không có tác dụng mấy không ý nghĩa mấy đâu bởi vì là cao nhất thì anh em chỉ nhận được pet cấp B thôi còn con bên phải này thì anh em sẽ nhận được cao nhất là pet cấp S tất nhiên là pet cấp S thì cũng không dễ để đạt được nó gọi là cao nhất thôi nhưng mà khả năng rất cao anh em sẽ có một con pet cấp A và chúng ta sẽ hướng đến cái con pet cấp A đó lúc đầu anh em cố gắng là quay cho mình cái cấp A đấy và ở cái quỹ trưởng thành đầu tiên ấy, anh em sẽ nhận được cấp ở cấp 45 là anh em sẽ có đủ cái tài nguyên để anh em quay cái cái lần quay vừa rồi mình vừa nói. Và khi có cái con cấp cấp A đó nó sẽ rơi ra hai trường hợp nhá. Một trường hợp là anh em may mắn anh em có được con cấp S luôn. Còn trường hợp thứ hai là anh em chỉ có được con cấp A thì nếu có con cấp S luôn thì anh em bồi dưỡng nhiệt tình cho mình cái con cấp S đó. Cứ có bao nhiêu tài nguyên anh em bồi dưỡng hết. Còn nếu có con pet cấp A thì anh em bồi dưỡng cho nó vừa đủ thôi. Lý do tại sao? Bởi vì rằng là khi vào ngày thứ 8 Nếu anh em đăng nhập đầy đủ mỗi ngày Thì vào ngày thứ 8 anh em sẽ nhận được cái con gấu trúc Cũng là một con pet cấp a à... Đây cái con này này Đây cái con này Cũng là một con pet cấp S Con này nó cũng rất là mạnh Cũng khá là tốt Nên là anh em nếu mà Trong cái vòng quay kia mà anh em nhận được cấp A thôi Thì anh em để bồi dưỡng vừa đủ thôi Chúng ta để dành tài nguyên Để chúng ta bồi dưỡng cho cái con pet cấp S này và khi mà có một cái con pet cấp A đầy đủ được ăn học như vậy thì anh em sẽ có thể dễ dàng và thoải mái tham gia các hoạt động những cái nhiệm vụ ở trong cái giai đoạn đầu game ngay cả cả những cái à, PK11 hay là 33 trong cái tựa game này à, nói qua một chút về cái những hoạt động PK ở trong cái tựa game này thì cái game này nó gồm rất là nhiều hoạt động PK anh em ạ thì mình sẽ làm riêng một cái clip về PK cho mọi người bởi vì là nó nhiều hoạt động kinh khủng khiếp ở trong cái tựa game này nó còn nhiều hơn bên, bên Tân Tiếu Ngạo rất là nhiều nhưng mà muốn nói một chút là cái hoạt động 33 là một cái hoạt động rất là đông người chơi và nhiều anh em tham gia Thì cái 33 này anh em lưu ý là chúng ta cần phải các phái khác nhau nhé ba phái khác nhau thì chúng ta mới tham gia được chứ không phải là ba phái giống hệt nhau là anh em vào được đâu Đó nên là anh em lưu ý cho mình Lên đến cấp 50 nghĩa là ngày thứ hai đó Ngày thứ hai thì anh em sẽ lên được đến cấp 50 Thì anh em nên rút thêm một lần quay nữa bởi vì lên cấp 50 anh em cũng sẽ có một cái quỹ để anh em có thể có được cái lượng tài nguyên để anh em quay 10 lần con pet để đảm bảo ít nhất là anh em có hai cái con pet cấp uh, cấp A. Cái một cái lưu ý tiếp theo đó là cái shop này này. Đây cái shop này này. Anh em kích vào thì phần ở dưới cùng này, anh em để ý cái phần dưới cùng này cái shop này. Đây là cái shop mà nó sẽ giảm uh, nghĩa là nó sẽ giảm giá cho chúng ta. Ví dụ như là cái phần đá này nó cũng giảm bao nhiêu phần trăm này, cái phần tất cả những cái đồ ở trong này đều giảm giá hết và một ngày nó sẽ cho anh em một lần miễn phí để đổi những cái này. Nếu anh em không thích những cái này thì anh em có thể đổi. Đấy, nó có thể đổi sang cái khác. Có cả con pet tím này, con con thú cưỡi tím này ngon quá này. Đấy thì anh em có thể, uh, anh em phần cần phải để ý cái shop này cho mình. Nếu mà anh em có nguyên cáo có, có cái nguyên bảo nhá và có cái nguyên liệu cần thiết là anh em cần mua luôn chứ anh em đừng đừng mua ở trong cái shop này, cái shop cửa hàng này nó rất là đắt. Mà anh em tập trung mua ở cái shop dưới cùng này cho mình. Đây là cái shop mà nó sẽ reset vào 5 giờ sáng hàng ngày, nghĩa là mỗi ngày nó sẽ reset một lần và anh em sẽ có một lần miễn phí để reset trong ngày. Còn nếu mà anh em muốn reset tiếp theo thì 20 kim nguyên bảo khóa một lần. Đấy, thì anh em cứ xem trong này là có cái tài nguyên nào mà chúng ta có kim nguyên bảo thì anh em mua cho mình nhá. Ok, ok. Chúng ta đến tiếp đến với cái phần uh, cường hóa. Cho anh em như anh em biết thì trong phần uh, trang bị này game này nó hơi khác những game khác một chút. Như anh em biết thì mình làm rất nhiều những game nhập vai cho mọi người rồi thì game nào thì nó cũng có cường hóa thôi, nhưng mà cái game này nó hơi khác một chút, đó là cái điểm này này. Là khi anh em cường hóa lên ấy thì cái phần khảm ngọc ấy đây như anh em để ý đấy cái phần khảm ngọc này là nó cần phải đạt một mức cường hóa nhất định thì chúng ta mới khảm được ngọc gọi là đá cũng được khảm đá cũng được nên là anh em phải biết được cái món đồ nào là cần ít đá cường hóa hơn đây đá cường hóa là cái này đá cường hóa này không phải là món đồ nào nó cũng cần đá cường hóa như nhau mà chúng ta nên ưu tiên những cái món đồ mà cần đã ít đá cường hóa hơn Ví dụ như là mũ này, vòng đeo tay này, thắt lưng này, đó là những thứ mà anh em cần phải cường hóa trước. Còn vũ khí và quần áo thì anh em cường hóa sau cùng, đây là một cái lưu ý rất quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là anh em cần phải cố gắng đưa cái trang bị của chúng ta lên cấp 20 để chúng ta mở cái ô ngọc thứ hai này. Cấp 5 thì chúng ta mở cái ô ngọc thứ nhất cấp 20 thì chúng ta mở được ô ngọc thứ hai nên là mọi người cố gắng phải lên cấp 20 để chúng ta mở luôn ra được cái ô ngọc thứ hai để chúng ta có thể vượt lên trên người chơi khác nếu như anh em nào như anh em không biết ấy anh em mà chưa xem clip này của mình ấy thì anh em sẽ cường hóa đều hoặc là cường hóa tập trung vũ khí hay là quần áo ấy, thì anh em sẽ không mở được cái ô thứ hai này mà mọi người sẽ chỉ không mở được cái ô thứ hai này mà mọi người sẽ chỉ mở được cái ô thứ nhất này thôi như vậy rằng là anh em sẽ thọt hơn người khác khi mà người khác mở ra được cái ô thứ hai này họ khảm thêm đá vào ấy khi mà khảm thêm đá vào cái lực chiến của anh em tăng rất là mạnh và chúng ta những người nào mà xem clip này của mình sẽ có thể tăng cái lực chiến cao hơn người khác nhờ cái việc khảm đá này đây là một cái à, một vấn đề mà mình muốn anh em lưu tâm nó rất là quan trọng nó khác với cả những cái tự game khác các cái tự game khác thì mình thường yêu thường khuyên anh em nên cường hóa vũ khí đầu tiên nhưng mà trong cái tự game này thì chúng ta cần phải để vũ khí và quần áo sau cùng do nó cần cái lượng đá cường hóa nhiều hơn so với cả mũ, phòng đeo tay hay là thắt lưng. Ok. Các cái viên ngọc phía sau này nhá, ví dụ cái ô sau này cũng như cái ô đằng sau này cũng y hệt như vậy, chúng ta cũng áp dụng y hệt cái nguyên tắc như vậy để tính toán xem là chúng ta có thể mở được các cái ô khảm đá trước so với người chơi khác hay không. Và cái phần trang bị ấy, ngay cả lên đến cấp 90 thì anh em cũng tập trung vào cái trang bị tím cho mình. Chứ anh em đừng để ý đến trang bị cam làm gì bởi vì là Nói thật là đây là mình đang nói về những anh em nông dân thôi, nghĩa là nói thật là những cái trang bị cam ấy nó không phải là thứ mà anh em nông dân nên theo đuổi mà nó chỉ dành cho những anh em nào mà nạp nhiều, nạp nhiều một chút thì chúng ta mới để ý đến cái trang bị cam thôi. Còn lúc đầu anh em cũng cố gắng kiếm cái trang bị tím và ngay cả trang bị kiếm tím ở cấp 90 mươi kiếm cực kỳ cực, cực khó luôn. Và mình nghĩ rằng là cấp ở cái trang bị xanh cấp 90 ấy nó vẫn còn mạnh hơn một chút so với cả trang bị tím cấp 80. Cho nên là lên chạy lên cấp 90 thì anh em cố gắng là kiếm trang bị xanh cũng là tốt rồi. Ok, chúng ta đến với một cái lưu ý tiếp theo. Đó là về vấn đề à, làm thế nào để chúng ta tăng được có một cái lượng kinh nghiệm cao và một cái kỹ năng, cái điểm kỹ năng để chúng ta tăng, tăng cái điểm kỹ năng cho nó nhanh. Thì trong cái game này nó có một cái hoạt động đó là phần uống rượu gia tộc. Nếu anh em nào từng chơi bên Tân Tiếu Ngạo Viên Di thì anh em có thể biết rằng là chúng ta cũng có một cái hoạt động tương tự. Đó là hoạt động sư đồ, cái hoạt động mà sư phụ dạy dỗ mà mỗi lần anh em phải về phái để dạy dỗ vào lúc 6 giờ chiều đấy. Thế còn trong cái phần Tuyết ưng Viên Di nó có một cái hoạt động tương tự. Đó là anh em sẽ uống rượu cùng với gia tộc của mình. Nó không phải phái nữa mà là gia tộc nhá Vào lúc 19h30 đến 20 giờ mỗi tối thì anh em có thể uống rượu cùng gia tộc và nhận đủ 100% lượng kinh nghiệm. Còn nếu anh em nào mà không có gia tộc ấy, thì anh em có thể có một cái có một cái phần ở cái phần có một cái map ở cái thành nào ấy, cái thành mình quên rồi thì anh em có anh em cũng có thể nhận được kinh nghiệm nhưng anh em chỉ nhận được 70% kinh nghiệm mà thôi. À, thế còn nếu mà anh em cái giờ đấy mà anh em bận từ 19h30 đến 20h mà anh em bận ấy, thì anh em cũng đừng có lo bởi vì rằng là à, anh em có thể làm cái hoạt động đó vào lúc từ 20h30 đến 12h đêm luôn đến 23h59 luôn nhưng mà tuy nhiên rằng cái lượng kinh nghiệm thì anh em cũng chỉ nhận được 70% kinh nghiệm thôi chứ nó không thể nhận đầy đủ như là cái người chơi mà người ta à, nhận vào cái lúc ấy được cái lúc mà đúng giờ của nó được Đấy thì anh em lưu ý cái hoạt động này cho mình. Cố gắng là online vào cái giờ từ 19h30 đến 8 giờ tối nhé. Nghĩa là 7 rưỡi tối đến 8 giờ tối đấy. Thì cái lượng kinh nghiệm anh em sẽ lên rất là nhiều. Rất là nhanh. Và có một cái lưu ý nữa là nếu mà cái thanh kinh nghiệm và đầy vào cái ngày hôm đó ấy, thì anh em cũng đừng lo lắng bởi vì rằng kinh nghiệm sẽ được chuyển trực tiếp thành một lượng lớn cái rượu mạnh trong cái game này nó gọi rượu mạnh thì anh em có thể dùng để tăng cái cấp độ kỹ năng lên đó. Bây giờ mình sẽ nói về cái hoạt, cái nhiệm vụ Long sơn chính là cái nhiệm vụ mà chúng mình đang làm đây này. Cái nhiệm vụ này thì nó hay ở cái là à, anh em có thể kích cũng được. Ví dụ như mình kích được hoặc là anh em nhìn thấy từ nãy giờ mình còn không không cần động vào màn hình luôn. Những hoạt động này nó tự chạy cho mình. Thì cái hoạt động uh, uh, nhiệm vụ Long sơn này nó là một cái hoạt động cũng tăng cái lượng kinh nghiệm rất là lớn anh em có thể nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm và các cái vật phẩm quý hiếm thì đây trong cái phần à, hoạt động anh em kích ở phần hoạt động anh em kích sang cái mục số 2 thì đây chúng ta có cái nhiệm vụ Long Sơn là cái nhiệm vụ này cái nhiệm vụ này đây đây đấy nhiệm vụ Long Sơn chính là cái nhiệm vụ này mình đang làm đây thì anh em chỉ kích vào thôi thì nó sẽ tự động làm cho mọi người Nhiệm vụ này sẽ được làm mới vào lúc 5 giờ sáng và nội dung nhiệm vụ là ngẫu nhiên sẽ có hai à, hai cái vòng tuần hoàn lớn và trong cái vòng tuần hoàn lớn mỗi cái vòng tuần hoàn lớn đấy thì nó lại có 10 vòng nhiệm vụ nhỏ thì uh, trong này trong cái 10 vòng nhiệm vụ nhỏ này nó có rất là nhiều nhiệm vụ khác nhau ví dụ như là các cái nhiệm vụ tìm cái npc để đối thoại này hay là tiêu diệt các cái quái vật này hay là uh, thì, uh, kích hoạt những cái quái quái vật ẩn ở trong cái game này đến cái địa điểm chỉ định chẳng hạn hay là mở dương nguyên liệu này thả chi mưng chiến đấu này rất là nhiều cái nhiệm vụ ở trong này và anh em nếu anh em có thời gian thì anh em kích 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 thì nó sẽ nhanh hơn còn anh em mà không cần kích như anh em như là mình để nguyên như thế này thì game nó cũng sẽ tự chạy cho mình có cái map này nhìn bản đồ đẹp quá nhỉ đó thì đây cũng là một cái nhiệm vụ mà anh em cần phải lưu ý chúng ta cần phải làm hàng ngày nhé. nó cũng ngang nó cũng quan trọng ngang với cả cái uống rượu gia tộc đấy. bởi vì rằng uh, cái nhiệm vụ này cho chúng ta nhiều điểm kinh nghiệm lắm cố gắng rằng hoàn thành hai cái cái uống rượu gia tộc và cái nhiệm vụ Long Sơn này. À, còn một cái lưu ý nữa đó là cái phần thú cưỡi. Thú cưỡi thì hàng ngày nó sẽ cho mọi người rằng có đây. Như anh em thấy rằng nó sẽ cho mình là 3 trên 3, nghĩa là ba lần Uh, free bắt thú cưỡi thì cái này thì mình đã làm riêng cho anh em một clip riêng về thú cưỡi rồi Anh em nào chưa muốn xem chi tiết thì có thể xem clip đó Thì mọi người cố gắng là làm đủ 3 ngày cho mình Bởi vì chúng ta cần phải có lượng thú cưỡi cần thiết thì chúng ta mới ghép được Như anh em biết thì uh, trong cái game này nó hay ở một điểm Đó là thú cưỡi bậc thấp chúng ta có thể ghép để chúng ta nâng lên được thú cưỡi bậc cao hơn Nó ưu điểm hơn hẳn các cái tựa game khác ở cái hệ thống thú cưỡi này Theo mình là như vậy vào đây thì anh em cứ đánh thôi thì con thú cưỡi kia nó sẽ chạy vào bẫy khi nó chạy vào bẫy thì nó sẽ bị tiêu hao hết thể lực lúc đó thì nó sẽ hiện lên một cái vòng tròn đây một cái dây thừng nhỏ ở trên màn hình anh em mình kích vào là anh em có thể bắt được nó thôi thì ngoài làng bắt cái con thú cưỡi này ra chúng ta còn tăng được cái cái cột may mắn Đây để mình thoát ra. Cái cột may mắn này, thực ra cái này thì mình nói cho anh em rồi, cũng chẳng nói nhiều nữa, cũng nói qua qua thôi. Đây, cái cột may mắn này này, nếu mà tăng cái cột may mắn này lên 200 thì anh em sẽ có cái có 80% sẽ bắt được cái con thú cưỡi tím nhá. Là một con thú cưỡi rất là khá là mạnh ở trong cái game này. Còn bình thường mà chúng ta may mắn là chúng ta chưa đủ, chúng ta chỉ bắt được mấy cái con màu xanh lục với cả xanh lam là căng rồi, chứ màu tím không có. Màu tím thì có sắc suất có nhưng mà thấp lắm. À, đâu hình như là mấy phần trăm ấy, mấy phần trăm ít lắm. À, ngoài ra đầy cái cung may mắn này này ngoài cái thú tím ra anh em còn có 2% bắt được thú cưỡi cam Tất nhiên chỉ 2% thôi nhưng mà chúng ta cũng có được cái khả năng bắt được thú cưỡi cam Thế cũng là ngon rồi anh em ạ à, Không biết cái clip này nó đã đủ dài chưa Bởi vì là nếu mà nó chưa đủ dài thì mình sẽ làm Mình sẽ nói về cái vấn đề kết hôn cho mọi người Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là nên để ở trong một cái clip khác Bởi vì là vấn đề kết hôn nó cũng khá là dài vấn đề kết hôn ở trong cái game này nó không là đơn giản như cái game khác là mấy anh em cứ gặp nhau là chúng ta kết hôn được đâu à, chúng ta còn phải đặt lịch rồi mà. đại loại là như kiểu là búc book, book bàn trước anh em búc uh, nhà hàng trước rồi các thể loại chúng ta mới kết hôn được thì thôi cái này mình sẽ nói sau ok có lẽ là clip này mình dừng ở đây thôi nếu mà có một cái gì đấy cần lưu ý tiếp cho mọi người thì mình sẽ bổ sung vào những clip khác về phía, phía sau ngày mai thì game ra rồi mình chúc anh em có những cái giây phút vui vẻ và phấn khích trong cái tựa game tuyết ưng viên gì này mình sẽ đồng hành với anh em cho trong cái tựa game này một thời gian dài sắp tới cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và anh em đấy thấy clip hữu ích thì like share như đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong tựa game tuyết ưng viên gì cảm ơn tất cả các anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tới